Kính thưa quý vị, hội chợ nghệ thuật Art Safari đầu tiên được mở cửa chính thức tại Bucharest, tin từ Romania. Art Safari là một hội chợ nghệ thuật cộng đồng và chuyên nghiệp đầu tiên của Romania, được thiết kế để trưng bày các di sản nghệ thuật và các tác phẩm đương đại. Sự kiện này đã quy tụ hơn 100 phòng tranh, các đại lý buôn bán nghệ thuật, các bảo tàng và các tổ chức văn hóa của trong và ngoài Romania. Trên khu đất rộng 4.000 m² nằm ở trung tâm Bucharest, Art Safari và các phòng tranh đã trưng bày rất nhiều tác phẩm nghệ thuật có chất lượng cao, từ những bức tranh và tượng điêu khắc cho đến các tác phẩm thiết kế và sưu tầm. Theo các nhà tổ chức của Art Fair cho biết, sự kiện này đã được thành lập nhằm đưa Bucharest lên bản đồ nghệ thuật châu Âu, cạnh tranh với các sự kiện tương tự ở Budapest, Istanbul và Vienna. Art Safari được diễn ra tại hai tòa nhà chính, một bên nhỏ với diện tích là 800 m² dành cho các bảo tàng và một bên lớn hơn với 2.000 m² dành cho các phòng tranh và khu hội nghị, với thông cửa nối liền hai tòa nhà. Hội chợ nghệ thuật này đã trưng bày các tác phẩm của hơn 350 nghệ sĩ đến từ cả trong và ngoài Romania, được phân bổ tại 9 bảo tàng và hơn 70 phòng tranh cỡ nhỏ, với số lượng tối đa là 3 quầy trưng dành cho mỗi một nghệ sĩ. Theo các nhà tổ chức cho biết, đã có tổng cộng là 5.000 tác phẩm được đưa ra trưng bày tại sự kiện này. Bên cạnh các tác phẩm nghệ thuật, du khách đến với Art Safari còn có cơ hội tham gia một trong 7 cuộc hội thảo về thị trường nghệ thuật với các diễn giả đến từ Romania, Ba Lan, Hungary, Áo, Hà Lan, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ, Serbia và Bulgaria. Ngoài ra, tại sự kiện này còn diễn ra một số buổi ra mắt chính thức của những cuốn sách và album mới. Theo dự kiến của ban tổ chức, sẽ có từ 100.000 cho đến 150.000 người hâm mộ nghệ thuật đến tham dự Art Safari đầu tiên của Bucharest. Sự kiện này đã được mở cửa chính thức từ hôm thứ Năm ngày 22 tháng 5 và sẽ kết thúc vào ngày thứ Bảy này.